Kiều Kiều là tiểu bạch hồ do vong xuyên chi chủ nuôi dưỡng trăm năm trước chủ nhân của nó vẫn lạc vong xuyên chi linh nói cho hắn biết chỉ cần thu thập mảnh linh hồn của chủ nhân là có thể tìm về chủ nhân của hắn thế giới thứ nhất tận thế zombie giấu cộng đầm bệnh tật chủ nhân mảnh giấu cộng đầm đề khống yêu đương não nam chính tiểu tang thi khó xử chương một nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm M, 1 bạn đang nghe tại truyện chấm audio chạy mau. Tác giả là BT, chú ý, đây là kênh đôi nam chính. Trong tủ thủy tinh công nghiệp đặc chế của phòng thí nghiệm, nằm một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này lông mi thon dài dày đặc của hắn hơi kích động hai cái, sau đó lộ ra một đôi mắt trung động lòng người như hồng ngọc. Hả? Kiều Kiều còn chưa ý thức được mình đang ở đâu, mắt đỏ khẽ nhíu mày. Giây tiếp theo. Tan kèm theo một tiếng vang thật lớn, chiếc tủ kính cường lực bị chấn vỡ thành mấy khối rải rác. Đau quá. Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, đưa nắm đấm phím hồng đến bên miệng thổi vù vù hai cái. Kiều Kiều, Kiều Kiều, em không sao chứ? Ánh mắt nhỏ ai oán của Kiều Kiều nhìn về phía cái đuôi nhỏ bay trên không trung. Muốn mở miệng nói chuyện, kết quả ra khỏi miệng chính là a a a đơn âm tiết. Kiều Kiều tức giận. Kiều Kiều, đừng nóng giận cậu bây giờ là một con zombie nhỏ nha tạm thời còn không có năng lực ngôn ngữ đâu kiều kiều nghiến răng đưa tay cào loạn trên không trung cái đuôi nhỏ sợ tới mức còn chưa nói xong vội vàng bay lên một khoảng cách sau khi xác định mình sẽ không bị kiều kiều ngu ngốc túng lấy mới sợ hãi mở miệng nơi này là tiểu thế giới thứ nhất kiều kiều nhớ kỹ nha ngươi cần phải tìm được mảnh linh hồn của chủ nhân sau đó đem hắn cất đi đợi sau khi tập hợp đủ tất cả mảnh linh hồn của chủ nhân ngươi có thể gặp lại chủ nhân rồi. Chủ nhân Kiều Kiều cảm thấy mũi chua xót, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Vốn Kiều Kiều là một tiểu hồ ly chủ nhân nuôi ở bờ sông Vong Xuyên, chủ nhân đối với hắn đặc biệt tốt, Kiều Kiều thích nhất chính là chủ nhân. Nhưng sau đó chủ nhân không biết vì sao lại biến mất. Dô dô không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Mỗi ngày ngoại trừ lau nước mắt cái gì cũng không làm được, sau đó Vong Xuyên Chi Linh nói cho nó biết, chỉ cần đi ba ngàn tiểu thế giới tập hợp đủ mảnh linh hồn của chủ nhân là có thể tìm được chủ nhân vì chủ nhân kiều kiều cái gì cũng nguyện ý kiều kiều a à, a à, ngao kiều kiều lo lắng dùng ngón tay chỉ vào cái đuôi nhỏ đừng nóng vội tiểu linh đã cảm nhận được khí tức của chủ nhân a à, hắn đến rồi tiểu linh tránh trước rồi là mùi vị quen thuộc kiều kiều sẽ không nhận sai nhưng hắn còn không biết phải mang chủ nhân đi như thế nào cái đuôi thối, lời nói chỉ nói một nửa không thấy bóng dáng. Trưởng quan, phòng thí nghiệm số 3 có giá trị nghiên cứu khoa học cao nhất, đồng thời cũng là tan thiên nguy hiểm nhất, xin ngại nhất định phải chú ý an toàn. Hiểu rồi, mở cửa đi. Là giọng nói của chủ nhân, thật thân thiết. Zombie kiều hưng phấn nhảy ra cửa. Cửa phòng thí nghiệm mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Kiều vui vẻ nhào về phía nam tử Tuấn Mỹ dẫn đầu bảo vệ trưởng quan hưu hưu hai viên thuốc mê khổng lồ bắn về phía kiều kiều trong lòng kiều kiều tràn đầy đều là chủ nhân phản ứng thân thể hơi chậm chạp một chút cánh tay phải bất hạnh bị đánh trúng đau một chút rất nhanh liền không còn tri giác lam bạch mím môi chẳng biết tại sao nhìn thấy tiểu tang thi lần đầu tiên liền để cho hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc vừa rồi hắn thậm chí còn muốn đưa tay đi đón nó Ngao ô kiều kiều lộ ra bốn cái răng nanh mang tính biểu tượng của tang thi, tự nhận là hung ác nhe răng với mấy tên binh sĩ vừa rồi công kích hắn. Mấy người đều cách nó rất xa, con zombie này nó rất mạnh, phải biết rằng thủy tinh công nghiệp của phòng thí nghiệm ngay cả đạn cũng không xuyên, kết quả cứ như vậy bị hắn hủy đi hủy đi. Kiều kiều muốn đánh người, nhưng không còn sức nữa. Tức giận. Động tác càng ngày càng trì độn, không thể ngủ, ít nhất ít nhất phải chủ nhân ông mới có thể ngủ. Thuốc mê có tác dụng rồi. Đầu kiều kiều choáng váng, lông mi giật giật hai cái, sau đó không nở nhắm hai mắt lại. Lam Bạch chống quải trượng chậm rãi tới gần, ánh mắt ngưng tụ trên người Tang thi nguy hiểm nhất. Con tan thi này thoạt nhìn vóc dáng không cao, đại khái 1m72, thân hình hơi gầy, còn có khuôn mặt kia, ngũ quan tinh xảo, làn da có Tang thi không có khả năng xuất hiện trắng nõn. Nếu như không nhìn cặp mắt kia, không ai sẽ tin tưởng hắn cư nhiên sẽ là một con tang thi. Zombie đáng yêu như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy người mau đi, nhốt hắn lại. Giọng nói của người đàn ông trung niên vẫn còn run rẩy. Vài tên huấn luyện nghiêm chỉnh binh lính trong tay cầm tương tự còng tay còng chân giống nhau đồ vật, bất quá những kia tất cả đều là đặc chế gia thô bản, còn có một cái miệng lồng, đó là vì phòng ngừa zombie cắn người căn cứ trước mắt đã biết tin tức, nhân loại chỉ cần bị zombie cắt trách da, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị nó lây nhiễm, bệnh biến trở thành đồng loại của bọn họ. Mà nhân loại còn không có nghiên cứu chế tạo ra hữu hiệu đối kháng zombie virus vaccine phòng bệnh, một khi xuất hiện lây nhiễm, nhẹ thì gọt thịt cắt bỏ chi, nặng thì bị ép không đau thuốc vong. Kiêu kiêu chính là một trong những zombie bị bọn họ bắt tới nghiên cứu. Lam Bạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của tiểu tang thi bị một cái lồng sắt tinh chế siết ra mấy đạo ấn tượng hồng phấn, có loại sự vật tốt đẹp sau khi bị hư hao bất mãn, đồng thời nội tâm còn toát ra một tia miễn cưỡng khắc chế được mãnh liệt muốn phá hư. Búp bê xinh đẹp, muốn xé nát xem một chút. Đem hắn, dừng một chút, tay cầm quải trượng của Lam Bạch hơi siết chặt, lời nói không hiểu có chút tàn nhẫn đưa đến phòng thí nghiệm số một. Bởi vì hắn nguyên thân bị thương cho nên đầu óc rất ngốc, phía sau sẽ biến thông minh. Chương 2 Nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm, hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kiều kiều lắc lắc cái đầu có chút choáng ván, trong nháy mắt mở mắt ra bị bạch quan mãnh liệt đâm vào mắt đau nhức Đôi mắt đỏ xinh đẹp bởi vì kích thích mà nổi lên một tầng hơi nước mông lung. Hả? Kiều Kiều tức giận câu mày, muốn đưa tay ngăn trở cường quan chói mắt kia, nhưng dây tiếp theo Kiều Kiều liền phát hiện hai tay anh không cử động được. Kiều Kiều phẫn nộ gào lên một tiếng, bất quá thanh âm của hắn nghe qua ngu xuẩn đáng yêu, làm cho người ta nghe xong sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn rất muốn đi rua thịt mềm trên mặt hắn. Loãng xoảng loãng xoảng, xiên xích trên tay phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Sau khi nghe thấy động tĩnh của tiểu tang thi, Lam Bạch bình tĩnh buông kìm kim loại trong tay xuống, dương mắt nhìn tiểu tang thi bị nhốt trong lòng sắt tinh chế loãng soạn loãng soạn loãng soạn một người một tang thi nhìn nhau sau khi nhìn thấy chủ nhân kiều kiều hưng phấn a a vài tiếng sau đó biểu môi làm ra bộ dáng đáng thương kiều kiều ủy khuất nhìn tiểu tang thi lộ ra vẻ mặt này lam bạch không hiểu cảm giác có chút đau lòng tiểu tang thi như vậy là làm gì lam bạch nghĩ tới con chó hoang vẫy đuôi cầu xin thương xót bên ngoài nó hẳn là đói bụng, muốn ăn đi. Tháo găng tay xuống, cẩn thận rửa tay hai lần rồi thay găng tay mới. Anh ta bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Lam Bạch ngồi trên xe lăn chạy bằng điện, gấp một miếng thịt tươi đưa vào lòng của tiểu Tan Thi. Lập tức phát hiện Tan Thi không dùng tay được, dứt khoát dùng điều khiển từ xa mở xiềng xích trên tay hắn ra. Kiều kiều quơ quơ bàn tay đã lấy lại được tự do, vừa muốn nhếch miệng cười, liền thấy Lam Bạch đưa tới một miếng thịt sống có mùi tanh rất nặng, kiều kiều ghét bỏ né tránh, miệng miếng chặt, nhíu mày lợi hại. Thứ này thật ghê tởm, hắn không thích. Lam Bạch nhíu mày, không nghĩ tới tang thi này cư nhiên còn kén ăn, tang thi bên ngoài vừa thấy thịt sống liền giống như chó thấy xương, sao nó lại có phong cách riêng như vậy. Còn rất thú vị. Không thích ăn thịt sao? Lam Bạch một lần nữa đặt thịt sống vào trong đĩa. Kiều Kiều nghe hiểu, vội vàng gật đầu, đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn chầm chầm Lam Bạch. Nhìn thấy tang Thi gật đầu, Lam Bạch còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Virus zombie khí thế hung hãn, lại không hề có quy luật sinh sản, trước mắt tiến hóa ra zombie có trí tuệ cũng chẳng có gì lạ. Hắn đối với con zombie này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nửa giờ sau, Kiều Kiều nhìn mấy chục món ngon trước mắt ném cho Lam Bạch một ánh mắt không dám xác định. Những điều này chắc chắn là dành cho tôi, có thật không? Kiều Kiều chỉ chỉ mỹ thực, lại chỉ chỉ chính mình. Hả? Lam Bạch cười khẽ một tiếng, ánh mắt ôn nhu đều là của ngươi, ăn đi. Nếu bị quản gia thấy được, chỉ định tuôn ra lời thoại kinh điển, đã lâu không thấy thiếu gia cười. Kiều Kiều nở nụ cười, ông đùi gà khai phong ăn say sưa. Còn không quên nắm lên một cái chân muốn phân cho Lam Bạch a à, a à, cho bạn ăn cái này rất ngon tôi không ăn lam bạch lắc đầu đưa lon coca lạnh cho zombie a à, cảm ơn kiều kiều cầm ly giấy đựng coca tò mò nhìn một lúc chớp chớp mắt không rõ thứ này là cái gì sau đó hắn liền há to miệng muốn cắn nát nó a à, ô một ngụm lam bạch không kịp ngăn cản chỉ thấy kiều kiều bị coca rắc lên người kiều kiều cúi đầu lúng cuống nhìn ly giấy bị mình cắn nát Hình như hắn vừa làm sai chuyện gì đó. Tiểu zombie bộ dáng có chút chật vật, trên mặt dính chút chất lỏng màu cà phê, vừa đáng thương vừa buồn cười. Một chiếc khăn lông sạch sẽ nhẹ nhàng lau lên mặt anh, kiều kiều ngẩng đầu, liền thấy Lam Bạch đang kiên nhẫn thay anh rửa sạch. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc của chủ nhân, kiều kiều ngây dại. Lam Bạch cũng không nghĩ tới chính mình cương nhiên sẽ giúp một con zombie lau mặt, loại phản ứng này giống như là tự nhiên mà vậy phản phất đã luyện tập qua ngàn vạn lần mà sinh ra bản năng phản ứng. Chờ coca trên mặt được lau sạch sẽ, Lam Bạch liền đem khăn mặt ném cho Tang Thi. Tự mình lau sạch sẽ. A, à, Kiều Kiều rất nghe lời, gật gật đầu rồi bắt đầu ngoan ngoãn lau sạch cho mình. Chờ Kiều Kiều lau xong, liền thấy Lam Bạch lại lấy ra một ly coca. Kiều Kiều lắc đầu, anh không cần, cái này không ngon. Kỳ thật, Lam Khuynh cho hắn biểu diễn một lần đặt ống hút này vào miệng và nhớ không được cắn bằng răng. Giống như vậy, Lam Bạch cũng không biết tiểu zombie có thể nghe hiểu hay không, nhưng là hắn nguyện ý chờ hắn chậm rãi học. Ánh mắt kiều kiều nhìn chầm chằm môi Lam Bạch, nhìn bộ dáng hút coca của anh, không chịu thua kém nuốt một ngụm nước miếng, kiều kiều cũng muốn uống. À, kiều kiều đưa tay muốn lấy coca trong tay Lam Bạch. Bạch đàn không cự tuyệt. Kiều kiều cẩn thận hít một hơi. Bong bóng chu ngọc nổ tung trên đầu lưỡi, thật kích thích. A, à, Kiều Kiều cảm thấy nước này uống rất ngon. Gô lung ùng ụt một hơi uống hết. Hi cúc. Đi vào thu thập trác rưỡi trợ lý, nhìn ăn vẻ mặt thỏa mãn xinh đẹp zombie, còn có chính mình bốt hiền lành biểu tình, không biết não bổ cái gì, đỏ mặt hỏa tóc thoát khỏi hiện trường. Kiều Kiều ăn no, thỏa mãn ở một cái, bụng hướng lên trên nằm ở trong lòng vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình bộ dáng ngây thơ mười phần lam bạch lẳng lặng ngồi trên xe lăn quan sát tiểu tang thi xinh đẹp này trong anh ta thật sự rất thích hợp để nuôi thú cưng nhưng hắn là zombie a phải biết rằng zombie virus một khi tiến vào trong cơ thể là không có biện pháp chữa khỏi ánh mắt nhìn tiểu tang thi càng thêm thâm trầm sau khi ăn no kiều kiều buồn ngủ mơ mơ màng màng giống như mơ thấy những ngày ở vong xuyên đi theo chủ nhân tiểu zombie ngủ rồi kỳ thật vừa rồi hắn ăn đồ vật bên trong có một ít ngủ yên thành phần bất quá dược hiệu là rất ngắn chỉ có thể duy trì không đến nửa giờ lam bạch dùng cồn tiêu độc cánh tay tiểu tang thi sau đó lấy ra một ống tiên. trong lúc lơ đảng thoáng nhìn thấy biểu tình tiểu tang thi có chút đau thương đuôi mắt thậm chí còn treo một chút nước mắt chương 3 nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm ba bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi kim tim được lấy ra, trên cánh tay tiểu tang thi có thêm một lỗ kim thật nhỏ, ở trên làn da trắng nõn mềm mại của hắn có vẻ càng chướng mắt. Kiều Kiều bị đau tỉnh lại, đưa tay muốn búa người, nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân trước mắt, lập tức thu hồi ý nghĩ tàn nhẫn vừa rồi. Lam Bạch giơ ống tim rút nửa ống máu, thấy tiểu tang thi đã tỉnh đang nhìn mình chầm chầm, mắt đỏ lưng trồng, miệng hơi vểnh lên, cảm giác một giây sau sẽ khóc lên con zombie này khôi phục năng lực vượt xa lam bạch dự tính tính toán hắn chỉ ngủ không đến 10 phút liền tỉnh lam bạch có chút chột dạ buông hung khí trong tay mình xuống a à, kêu kêu mất hứng nhau một tiếng dùng ngón tay chỉ chỉ vết thương nhỏ của mình hắn muốn sư phụ lo lắng cho mình lam bạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn vừa mới bị đâm thủng lỗ kim tiểu tang thi hiển nhiên khôi phục rất nhanh hiện tại cơ hội đã không nhìn thấy chăm vị trí còn đau không lúc nói chuyện giọng nói của lam dụ cũng ôn nhu a à, đau kiều kiều đã không còn cảm giác nhưng cậu sẽ giả bộ đáng thương lam bạch không chọc thủng hắn chỉ lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng vết thương của zombie đã chữa khỏi rồi lam bạch nghiêm trang lừa gạt a à, thật lợi hại kiều kiều nhếch miệng cười lộ ra bốn cái răng hổ nhỏ đáng yêu đột nhiên kèm theo một tiếng nổ lớn kiều kiều cảm nhận được hơi thở nguy hiểm bất an nhau một tiếng. Lam Bạch cũng nhận ra nguy hiểm tới gần, tay phải của hắn đã sờ lên một khẩu súng lục đặc chế. A, à, nhìn một con quái vật trông rất giống con người đang tấn công chủ nhân của nó, dô dô trắng bệt vì sợ hãi. Không nghĩ nhiều liền ra sức tránh khỏi trói buộc cường hãn của lồng sắt. Lồng giam cứng trắng cắt qua cánh tay của hắn, chất lỏng đỏ tươi rất nhanh nhụm đỏ ống tay áo của hắn. Nhưng Kiều Kiều không để ý tới mình, cậu phải bảo vệ chủ nhân ở khoảng cách quái vật cách Lam Bạch không tới nửa mét, bùng một tiếng súng vang lên. Cái kia con quái vật óc bị đạn xuyên qua, tại chính trung tâm vị trí lưu lại một cái hắc hồng huyết động. Cùng lúc đó, móng vuốt kiều kiều dùng sức răng rắc bẻ gãy cổ nó. Tứ chi quái vật vô lực vặn vẹo vài cái cuối cùng hóa thành bình tĩnh, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm, trong đó còn xen lẫn một ít mùi lạ đặc biệt, làm người ta buồn nôn. Một màn vừa rồi thật sự quá mức mạo hiểm, nỗi sợ hãi mãnh liệt sắp mất đi chủ nhân giống như hóa thành thực chất, đau đớn, hắc ám, giống như một con quái vật tên là Thâm Uyên, muốn xé rách toàn bộ kiều kiều, nuốt chửng. Lam Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm tiểu tan thi dính đầy máu đỏ thẫm cánh tay, những máu kia, không chỉ có đến từ quái vật, cũng có tiểu tan thi chính mình. Anh ấy bị thương để tự bảo vệ mình. Lam Bạch hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại không để ý tới những thứ này hắn một tay nắm lấy cánh tay tiểu tang thi còn đang run rẩy cố ý tránh đi bộ vị bị thương không để ý đến cổ tay áo của mình cũng bị nhiễm chất lỏng màu đỏ tươi cần nhanh chóng xử lý vết thương cho hắn a à, kiều kiều nhỏ giọng ngao một tiếng vừa rồi có bao nhiêu dũng mãnh hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật suy nghĩ vốn hoảng hốt đã trở lại chủ nhân không sao thật vui vẻ hôm nay hắn rất dũng cảm bảo vệ chủ nhân. Thế nhưng, ngao, cánh tay đau quá, cả hai đều đau. Đừng sợ, lập tức sẽ khỏi thôi. Làm chi nghiêm túc cắt vải ở vết thương của tang thi? Làm chi trước kia đối xử với bất cứ thí nghiệm sinh vật nào cũng mặc không đổi sắc, giờ phút này hiếm thấy trở nên cứng nhắc. Động tác của hắn rất nhẹ, sợ lại làm đau tang thi. Trong mắt Lam Dụ, tiểu tang thi này tuy rằng thân thể rất cường hãn, nhưng lại đặc biệt yếu ớt, Lam dụ không muốn lại làm cho hắn khóc. Kiều Kiều nhìn không được đâu, thỉnh thoảng hư nhẹ vài tiếng, mày nhíu chặt, răng nanh nhỏ lộ ra gặm cắn trên đôi môi hồng nhuận của anh. Làm chi thời khắc chú ý trạng thái của tiểu tan thi, thấy hắn sắp cắn chạy máu môi mình, màu môi vốn hồng nhuận lộ ra phấn anh đào trở nên càng thêm tươi đẹp, màu sắc phản phất như máu. Ánh mắt Lam Bạch càng thêm thâm thúy, tối tâm. Tay xử lý vết thương dừng lại trong chớp mắt, sau đó từ trên giá đồ ăn vặt bên cạnh lấy ra một viên kẹo que vị trái cây, bởi vì trên tay không sạch sẽ, cho nên chỉ có thể dùng răng hỗ trợ xé rách áo khoác của kẹo. Ngoan, há miệng. Lam Bạch đưa kẹo tới bên miệng Tiểu Tang Thi. A, à, Kiều Kiều ngửi thấy thứ này thơm quá, vội vã há miệng ăn. Kiều Kiều hít mắt hừ hai tiếng, cái này ăn ngon lắm. Chờ xử lý xong vết thương của Tang Thi, ánh mắt lam bạch đảo qua đảo lại giữa kiều kiều và lồng sắt bị cưỡng chế báo hỏng. Nhút nó vào lồng lần nữa, có vẻ không thích hợp. Nhưng trước mắt vẫn không có cách nào loại trừ tan thi này có nguy cơ tập kích nhân loại. Nói cách khác, cho dù tiểu tang thi thật sự sẽ không đã thương người, nhưng là người khác vẫn là sẽ sợ hãi hắn, dù sao hắn chính là tan thi A. Lam Bạch suy nghĩ một chút, định đeo còng tay điện tử cho zombie. Loại còng tay này, hoàn toàn dựa vào điều khiển từ xa, chip bên trong có thể thông qua sóng điện não ảnh hưởng đến sinh vật, từ đó có tác dụng thôi miên và dẫn đường. Hiện nay, hai phương pháp điều khiển cốt lõi của nó là tấn công và tự hủy. Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm vòng kim loại trên tay mình thật lâu. Chủ nhân đưa cho hắn một bộ vòng tay xinh đẹp, rất thích. A à a, à, Tiểu Tang thi hưng phấn khoát tay áo, lại bởi vì kéo tới miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục mà đau nhè răng nhếch miệng nhìn tiểu tang thi kia bộ dáng không trành thế sự, Lam Bạch đột nhiên cũng có chút hâm mộ, ở chính mình trong hồi ức, dường như chỉ có đau đớn cùng với vô tận hắc ám. Đột nhiên, Lam Bạch cảm giác đầu trở nên hôn mê, tại hắn mất đi ý thức trước, chỉ nghe thấy tiểu tang thi kia ấu thú gào thét. Một khắc kia, Lam Bạch rất muốn ông hắn một cái, nói cho hắn biết. Đừng sợ, tôi ở đây. Chương 4 Nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm, bốn bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn chủ nhân đột nhiên ngất xỉu trước mặt mình kiều kiều kịp thời tiến lên đón lấy thân thể của hắn a à, a à, kiều kiều lo lắng kêu vài tiếng cố gắng đánh thức lam bạch nhưng vô dụng a à, a à, kiều kiều gấp đến độ rơi nước mắt cậu thật ngốc cái gì cũng không biết không biết làm thế nào mới có thể giúp được chủ nhân kiều kiều ông lam bạch khóc một hồi lại đưa đầu đến ngực anh vẫn tay chăm chú lắng nghe thình thịch, là tiếng tim đập, kiều kiều miễn cưỡng yên tĩnh một chút, chủ nhân còn sống. Kiều kiều, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai kiều kiều. Lỗ tai kiều kiều giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỗ trần nhà kia, có một cái đuôi nhỏ bay lên. À... nóng giận, kiều kiều, cái đuôi nhỏ rung rẩy, lại nghĩ mình có thể bay tới, dù sao kiều kiều ngu ngốc cũng không đánh được mình, thình thịch. cái đuôi nhỏ không nghĩ tới kiều kiều cư nhiên sẽ sử dụng vũ khí, bị quái vật xấu xí đầu đập cho vừa vặn, cái đuôi đều bị đập biến hình. kiều kiều còn muốn đập, kiều kiều, đừng đánh nữa, tôi sai rồi. cái đuôi nhỏ lóe xa hơn ta đến là để nói cho ngươi biết làm sao lấy được mảnh linh hồn của chủ nhân trong thế giới nhỏ này. Ánh mắt kiều kiều sáng ngời, buông vũ khí trong tay xuống. Khụ tiểu vĩ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mở miệng, thế giới ngươi hiện tại, đang đối mặt với một hồi tai họa chưa từng có. Kiều kiều, nhiệm vụ của cậu là giúp nam chủ tìm được nữ chính hướng thiên ca. Trong tay nữ chính có giải dược trị liệu virus zombie. Kiều kiều cái hiểu cái không gật đầu, hắn muốn đi tìm người, sau đó muốn đồ vật, chỉ cần như vậy là có thể lấy được mảnh linh hồn của chủ nhân, hắn nhất định có thể. Kiều Kiều cố lên. A à, à, Kiều Kiều thấy cái đuôi nhỏ không đáng tin lại định chuồn đi, vội vàng ngao hai tiếng, dùng ngón tay chỉ lam bạch. Hắn không sao, một lát nữa sẽ tỉnh. Tiểu Vĩ nói xong lại liếc mắt nhìn tiểu Tang thi bộ dáng ngốc nghếch, nó cũng bắt đầu hoài nghi Kiều Kiều rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Có vẻ như nó phải giúp Vô Vô một tay nữa cái đuôi nhỏ bay tới bên cửa phòng thí nghiệm, dùng đuôi ấn mấy cái khóa mật mã bên cạnh. Đinh, một tiếng, cửa lớn mở ra. Kiều Kiều làm nhiệm vụ nhanh lên, không được lười biếng. Tiểu Linh đi trước. Nhìn thấy cửa bị mở ra, Kiều Kiều có chút vui vẻ, cuối cùng anh cũng có thể đi ra ngoài. Cuối đầu nhìn Lam Bạch còn chưa tỉnh lại, Kiều Kiều quyết định, hắn muốn mang chủ nhân cùng đi. Động tỉnh mở cửa thu hút vài binh sĩ, bọn họ khẩn trương cầm súng chĩa vào kiều kiều. Lại không dám tùy tiện nổ súng, sợ làm bị thương Lam Bạch. Trưởng quan Kiều kiều biết thứ trong tay bọn họ có thể giết người, vừa rồi chủ nhân chính là dùng thứ này đánh vỡ đầu quái vật. Mau thả trưởng quan xuống. Binh lính dần dần tới gần. Kiều kiều hung ác nghe răng về phía bọn họ, hai tay ông chặt lam bạch. Kiều kiều cũng sợ súng, nhưng hắn nhất định phải mang theo chủ nhân cùng nhau chạy trốn. A, à, Kiều Kiều dùng tốc độ nhanh nhất, trên lưng Lam Bạch xông ra ngoài. Bùng, một viên đạn bắn về phía bọn họ, Kiều Kiều linh hoạt tránh đi, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn bị đạn cao bị thương. Kiều Kiều cắn răng tiếp tục chạy. Hỗn đảng, ai bảo ngươi nổ súng? Phía sau truyền đến thanh âm nổi giận của nam nhân. Tất cả đều không được nổ súng, phải bảo đảm an toàn cho trưởng quan. Kiều Kiều đánh bậy đánh bạ chạy tới lối ra bên này thậm chí không có ai trông coi, rất nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Tiểu zombie cứ như vậy một khắc không ngừng chạy ước chừng nửa giờ, thẳng đến thật sự không có khí lực, mới buông xuống sau lưng nam nhân. Một người một tang thi chạy tới một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang. Bởi vì vô vô thấy ở đây có rất nhiều món ngon. Anh ấy thích ở đây. Lam Bạch tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy tang thiên ngồi dưới đất ôm rất nhiều đồ ăn vặt điên cuồng. Sắc mặt Lam Bạch không tốt lắm. Là con tan thi này đem mình mê muội sau đó uy hiếp mình sao? Nhưng rất nhanh lại phủ nhận điểm ấy, hắn chỉ là một con tan thi, không có lý do gì làm như vậy. À, kiều kiều kinh hỉ nhìn chủ nhân đã tỉnh lại, ngay cả khoai tây chiên yêu thích cũng không ăn. Thân mật ông chủ nhân cọ cọ. Sau đó lấy lòng nhét toàn bộ đồ ăn vặt trong tay vào lòng Lam Bạch. Lời bài hát. À, for you it. Lam Bạch nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu tang thi của mình, cầm lấy một bao bánh bích quy bắt đầu ăn, hắn quả thật cũng đói bụng. Bên ngoài mơ hồ truyền đến vài đạo thanh âm kỳ quái, Lam Bạch cẩn thận phân biệt một chút. Đồng tử khẽ run, đây là tiếng zombie. Quả nhiên, Lam Bạch lão đảo đứng dậy, chân của hắn còn chưa hoàn toàn khỏe, không có quải trượng làm cho hắn ngay cả đi đường cũng trở nên phí sức dị thường. Kiều Kiều sau khi nhìn thấy liền nhanh chóng đi qua, Kiều Kiều ăn xong đồ ăn vặt thể lực khôi phục không ít, hắn đem một bên cánh tay của Lam Bạch gác ở trên vai mình, tay kia của mình liền ông ở trên lưng hắn. Bộ dáng thân mật lại bá đạo. Dô Dô thích giữ chủ. Lam Bạch cũng không để ý, mượn sự trợ giúp của tang thi đi tới cửa sổ cửa hàng tiện lợi, từ xa đã thấy ước chừng có chừng 10 con tang thi hình thể không đồng nhất đang đi về phía bên này. Bọn họ đi nhầm vào khu tang thi rồi. Chương 5 nãy hung tiểu zombie hắn vừa mềm lại ngọt. năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khi đám tang thi càng đến gần, Kiều Kiều cũng phát hiện ra những thứ bên ngoài. Hắn còn không rõ thực lực đám tang thi kia, bởi vậy tay đỡ bên hông Lam Khuynh bất an siết chặt. Lam Bạch cảm nhận được sự khẩn trương của tang thi, kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn giơ ngón tay chỉ đám tang thi kia, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Tang thi hành động chậm chạp bên ngoài không có lực công kích, xem như là tang thi tận dưới chót. Kiều Kiều nghe được không có công kích, nhất thời thả lỏng không ít. Thình thịch là những tang thi kia, bọn họ đã đi đến cửa hàng tiện lợi cửa sổ thủy tinh trước, muốn đem thủy tinh phá vỡ. A, à, Kiều Kiều nhẹ nhàng hô một tiếng. Hắn có chút bị dọa. Những thứ bên ngoài trông thật kinh tởm. Những tang thi kia làn da đã xuất hiện đại diện tích thối rửa, mỗi con tang thi thân thể cơ bản đều có không trọn vẹn bọn họ không có đồng tử chỉ có đỏ tươi tơ máu bao vây lấy một khối trắng mắt lam bạch đưa tay ra dùng tư thế bảo vệ ông zombie vào lòng hắn cũng là lần đầu tiên như vậy cự ly gần quan sát zombie sống ban đầu ở phòng thí nghiệm mấy con đều là tương đối sức chiến đấu tương đối cao càng có nghiên cứu giá trị zombie tỉ như hiện tại đang trốn hắn trong lòng con này mà bên ngoài những kia hành động chậm chạp zombie coi như là người bình thường gặp cũng chỉ cần dùng gậy gộc đem đầu bọn họ đập vỡ là được. Những kia zombie ấn trước mắt định vị, chúng nó được xưng là cấp thấp zombie. Tàn thi cũng phân cấp bậc, căn cứ vào thực lực tổng hợp của bọn họ, trước mắt chia làm cấp thấp, cấp 2, cấp 3. Zombie cấp thấp, biểu hiện là hành động chậm chạp, cơ bản không có trí lực, người trưởng thành bình thường gặp phải zombie cấp thấp cũng rất dễ xử lý, có thể chạy trốn, hoặc là trực tiếp đánh nổ đầu chúng nó. Bất quá tang thi cấp thấp có một đặc tính, chúng nó bình thường thích tụ tập cùng một chỗ. Nếu bị đám tang thi vây công, tỷ lệ chạy trốn cũng rất nhỏ. Zombie cấp 2, loại zombie này có được năng lực hành động và suy nghĩ của nhân loại bình thường, lực công kích mạnh, tư duy nhanh nhẹn, năng lực phản điều tra mạnh, có thể tránh thì tránh. Tang thi cấp 3, thực lực mạnh nhất, cũng là hiếm có nhất. Bọn họ tiến hóa ra càng có lực lượng thân thể thậm chí còn biến dị có được năng lực mới. Trước mắt nhân loại đã bắt được một nhóm nhỏ zombie cấp 3, đang cố gắng huấn luyện bọn họ, để bọn họ trở thành vũ khí hữu lực nhất của nhân loại. Kiều Kiều cũng là một con zombie cấp 3, hắn cường hãn, xinh đẹp lại nghe lời. Là vật thí nghiệm yêu thích của Blue. Con ngoan. Lam Bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Kiều Kiều. Kiều Kiều bị tuốt, rất vui vẻ, trước kia lúc ở vong xuyên, chủ nhân cũng thường xuyên thuận lông cho cậu như vậy. A, à, Kiều Kiều ngoan ngoãn đáp một tiếng. Tang Thi bên ngoài cũng không lợi hại bằng anh, anh có thể đánh bại bọn họ. Kiều Kiều hiểu, gật gật đầu, chỉ chỉ Tang Thi bên ngoài. A, à, Kiều Kiều siết chặt nắm đấm. Lam Bạch biết anh đã hiểu, chậm rãi đi qua, đưa tay mở cửa hông cửa hàng tiện lợi. A à, a, à, Kiều Kiều một giọng cô dũng gào thét vọt ra ngoài hắn nắm chặt nắm đấm định đi qua nền cho tang thi nổ tung. Tang thi cấp thấp lúc này cũng không ngốc như vậy, bọn họ rất nhanh cảm nhận được áp chế cấp bậc đến từ Kiều Kiều, nhìn Kiều Kiều hung ác đánh úp về phía bọn họ, không dám chậm trễ, bước những bước không vững vàng tăng tốc gấp đôi vừa rồi hoảng hốt chạy. Ha ha ha, có mấy con chạy quá chậm bị Kiều Kiều bắt được, Kiều Kiều ghét bỏ bọn họ quá ghê tởm, chỉ dùng tay túng lấy quần áo tang thi, lại dùng chân đạp chúng nó lam bạch thấy đám tang thi đã chạy xa khập khiễng đi ra trở về đi anh hướng chỗ kiều kiều gọi một tiếng kiều kiều nghe xong a một tiếng vội vã chạy trở về một người một tang thi một lần nữa trở lại cửa hàng tiện lợi lam bạch dắt tang thi giúp hắn rửa sạch vết bẩn vừa rồi kiều kiều cảm thấy bong bóng rửa tay thơm quá muốn nếm thử mùi vị thế nào còn chưa mở miệng đã bị lam bạch kịp thời ngăn cản lam bạch bất đắc dĩ cười cười ở trên kệ lấy ra một bao thịt khô đưa cho zombie ăn thịt này đủ cứng có thể để cho hắn gặm thật lâu sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống xem ra hôm nay bọn họ nhất định phải qua đêm ở đây may mắn zombie chọn được một chỗ tốt đồ dùng sinh hoạt trong cửa hàng tiện lợi rất đầy đủ lam bạch đơn giản nằm dưới đất buổi tối lúc ngủ sẽ để tang thi nằm bên cạnh hắn rất an toàn trời tối bên trong cửa hàng tiện lợi mở đèn, bên ngoài đen sì, nhìn có chút âm u. Mở cửa ra đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nam trẻ tuổi. Là con người. Ngươi là ai? Lam dụ cảnh giác mở miệng. Hắn không thể tin được bất cứ người nào có thể sinh tồn ở khu tang thi. Em tên là Phó Kỳ Ngọc, là học sinh. Đại ca cứu em, mở cửa ra đi. Bạch đàn bán tính bán nghi, nhưng không muốn mạo hiểm. Phó Kỳ Ngọc thấy hắn không muốn mở cửa, trong lòng căng thẳng, hắn đã mệt chết đi được, rốt cuộc chạy không nổi nữa, phải lập tức tìm được nơi an toàn. Nếu không hắn sẽ chết ở đây. Tôi có giá trị và tôi có thể đọc được suy nghĩ. Chương 6 Nãy hung tiểu zombie hắn vừa mềm lại ngọt, 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cửa hàng tiện lợi mở ra, Phó Kỳ Ngọc kích động muốn khóc, cậu tạm thời an toàn. Lam Bạch lẳng lặng quan sát người thanh niên trước mắt này. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn giống sinh viên đại học, chỉ là bộ dáng trước mắt có chút chật vật. Uống chút nước đi. Lam Bạch đưa cho anh một chai nước khoáng. Phó Kỳ Ngọc hai tay tiếp nhận, lễ phép nói cảm ơn, bởi vì hành động thân thiện của Lam Dụ, trong lòng đối với hắn có một tia hảo cảm. Liếm liếm đôi môi khô ráo vì thiếu nước, vội và uống liền vài ngụm nước sau khi uống hết nửa chai nước, phó kỳ ngọc mới buông nước khoáng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai người gần trong gan tất. chờ một chút, ánh mắt của một người khác cư nhiên là màu đỏ, con ngươi phó kỳ ngọc nháy mắt phóng đại, sắc mặt vốn không có huyết sắc của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. a, à, kiều kiều nghiêng đầu, bây giờ cậu rất muốn ngủ, muốn nhốt chết zombie. hắn, phó kỳ ngọc cau mày, dùng ngón tay chỉ kiều kiều rất nhanh lại buông xuống, siết chặt thành quyền thanh âm run rẩy rõ ràng. Sao mắt anh ta lại đỏ? Lam Bạch không để ý tới hắn, nhẹ giọng nói vài câu với Tang Thi, sau đó chờ Tang Thi nằm xuống chăn, lại kiên nhẫn đắp chăn cho hắn. A, à, kêu kiều kiều mơ mơ màng màng ông tay Lam Bạch, anh nắm chặt, Lam Bạch tránh hai cái, không tránh ra, cũng bỏ cuộc. Trực tiếp ngồi xuống một bên. Hắn là Tang Thi cấp 3, không cắn người. Lam Bạch không muốn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh nói anh có khả năng đọc suy nghĩ, có đúng không? Phó kỳ ngọc còn đang nhìn chầm chầm tiểu tang thi xem, nhìn hắn cái kia ngủ bộ dáng, vừa mềm vừa ngoan, nếu như không phải kia đôi mắt đỏ, hắn nhất định rất thích. Lam Bạch chú ý tới ánh mắt của hắn, môi hơi miếm, nhẹ kéo chăng, không cho người ta nhìn thấy bộ dáng tang thi. Người có thuật độc tâm, là thật sao? Ngữ khí lạnh như băng, rõ ràng mất hứng. Phó kỳ ngọc có chút sợ hắn nhưng bởi vì biết mình có ưu thế, cho nên miễn cưỡng có sức mạnh. Đương nhiên là thật, ta quả thật có thể biết suy nghĩ của người khác. Lam Bạch suy nghĩ một chút, mở miệng. Nếu trong lòng anh mặc niệm một chuỗi con số, em cũng có thể biết, đúng không? Phó Kỳ Ngọc gật gật đầu, là như vậy. Là thất vĩ, tứ vĩ, lục lục, lục tứ. Người nói không sai. Lam dụ âm thầm kinh hải đọc tâm thuật đích thật là một năng lực có thể phát huy công dụng lớn chỉ là không thể hoàn toàn tin tưởng học sinh nhìn như vô hại trước mắt này đó là con dao hai lưỡi trong lòng lam bạch nghĩ đã bị phó kỳ ngọc đọc được hai người liếc nhau anh biết em đã biết anh nghĩ gì nhưng lần sau đừng dùng khả năng đọc suy nghĩ của em với anh nữa nếu không lam bạch không nói thêm gì nữa nhưng phó kỳ ngọc hiểu được người đàn ông này không phải đang dọa hắn hắn thật sự sẽ giết chết hắn. Ta thề, ta sẽ không đem độc tâm thuật lại dùng đến trên người ngươi, trừ phi là chính ngươi yêu cầu mà nói. Phó Kỳ Ngọc nghiêm túc giơ ngón tay lên cho mình lập một lời thề. Hai người mạnh mẽ đạt thành nhất trí. Qua một lúc, Lam Bạch cũng có chút mệt mỏi, hắn đưa tay chỉ chỉ hai hàng đồ ăn vặt dưới cùng kệ hàng, những thứ kia đều là tiểu tang thi thích ăn, hơn nữa còn tương đối có dinh dưỡng đồ ăn vặt trên hai hàng kệ dưới cùng không được nhúc nhích những thứ khác cậu có thể tùy tiện lấy phó kỳ ngọc xấu hổ thu hồi bàn tay đang cầm đùi gà của mình nhẹ từ một tiếng sau đó đi tới kệ hàng ở tầng trên muốn lấy mì ăn liền mùi mì ăn liền quá lớn lam bạch không vui nhắc nhở mùi mì ăn liền dễ đánh thức zombie tôi ăn bánh bích quy phó kỳ ngọc cắn răng thả mì ăn liền trở về từ bên cạnh cầm một bao bánh bích quy soda không có mùi vị gì tuy rằng không có mùi vị nhưng nó chống đói là được ban đêm tiểu tang thi nằm sắp ngủ lam bạch ông tiểu tang thi ngủ phó kiền ngọc dùng chăn bọc thành nhọng ve ngủ ngày hôm sau kiều kiều là người đầu tiên tỉnh dậy anh bị đói tỉnh mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt ngủ tuyệt đẹp của chủ nhân lỗ tai kiều kiều trực tiếp đỏ lên chủ sở hữu trông rất đẹp đẹp hơn tất cả các sinh vật được mà ông đã nhìn thấy. Lam Bạch cũng tỉnh, nhìn thấy Tiểu Tang Thi mơ mơ màng màng mà nhìn chằm chằm chính mình, cười khẽ một tiếng, rất tự nhiên mà sờ sờ đỉnh tóc của hắn. A, à, đôi mắt đỏ xinh đẹp của Kiều Kiều chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, vỗ vỗ bụng, lại a à, một tiếng. Phó Kỳ Ngọc ở một bên bị đánh thức, nhìn bộ dáng Tang Thi kêu loạn, tò mò muốn dùng thuật độc tâm để biết suy nghĩ của hắn. Nhưng Phó Kỳ Ngọc phát hiện cậu không đọc được suy nghĩ của zombie. dậy ăn đi. Lam Bạch rất kiên nhẫn dậy Tang Thi mặc quần áo, mang với giày. Kiều Kiều không ngốc, vừa học đã biết, chỉ là đến lúc đánh răng, bởi vì kem đánh răng mùi vị rất thơm, cho nên cái này không thể ăn, phải nhổ ra. Biết không? Ngay tại Tiểu Tang Thi lần thứ ba ăn kem đánh răng về sau, Lam Bạch nhìn không được gõ gõ đầu của hắn, nghiêm túc cảnh cáo. A à, tôi, Kiều Kiều nhanh chóng học ngoan chủ nhân không thích trẻ hư. Chờ rửa mặt xong, Kiều Kiều liền khẩn cấp lấy thức ăn trên kệ ra, cậu đi lấy đùi gà trước, đùi gà có vài cái. Kiều Kiều biết hiện tại bọn họ có ba người, vì vậy, Kiều Kiều chia đều. Chân gà, Kiều Kiều một cái. Kiều Kiều một, chủ nhân một. Một Kiều Kiều, một người xa lạ. Lam Bạch bị hắn chọc cho không nhịn được cười, ôn nhu lại cưng chiều. Phó Kỳ Ngọc dơ đùi gà được phân đến trong tay, lại nhìn tang thi xinh đẹp hoặc bác lại đáng yêu. Con zombie này thoạt nhìn giống như không đáng ghét chút nào. Chương 7 Nãy hung tiểu zombie hắn vừa mềm lại ngọt, 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lam Bạch đơn giản lấp đầy bụng sau đó, an vị ở kiều kiều phía sau, dùng ngón tay giúp hắn chải vuốt mấy cộng không nghe lời ngốc mau. Nếu không cho hắn đội mũ đi, Phó Kỳ Ngọc sau khi nhìn thấy nhìn không được mở miệng, ánh mắt của hắn là màu đỏ, nếu như đội mũ lên, người khác sẽ không phát hiện hắn là tang thi. Lam Bạch cũng cho là như vậy, tầm mắt của hắn chuyển sang trên người Phó Kỳ Ngọc, ngữ khí bình thản mở miệng. Người biết rất nhiều. Phó Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cuốn quyết dời đi. Zombie virus hoàn toàn bộc phát sau đại khái khoảng một tuần, ta chung quanh đồng học, lão sư đều lục tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phó Kỳ Ngọc cắn răng, cái loại này phản phất tận thế đến cảm giác, mỗi lần hồi tưởng lại đều là một loại tra tấn. Nhưng ngươi rất may mắn, ngươi còn sống. Lam Bạch đúng lúc cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phó Kỳ Ngọc mím môi, hít sâu một hơi rồi thở ra. Thiếu chút nữa ta sẽ chết, nhưng ta chưa chết, ta còn thức tỉnh năng lực độc tâm như kỳ tích. Lam Bạch biết, trước mắt đã có vài trường hợp nhân loại thức tỉnh dị năng. Có ít người thức tỉnh hỏa hệ dị năng, có thể trống rỗng nhóm lửa, còn có người thức tỉnh siêu cường thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài tình cảnh, tập trung nhìn ban đêm, thấu thị, viễn thị với một thể. Những năng lực này đều có thể dùng cho tác chiến, mà thuộc độc tâm, tuy rằng bề mặt thoạt nhìn không hề có lực sát thương, nhưng giá trị của nó không ở bề mặt. Lam Bạch cần năng lực của Phó Kỳ Ngọc. Lần này, hắn bị ép đi theo tiểu zombie đi ra, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng bởi vậy thu hoạch Phó Kỳ Ngọc năng lực, xem như nhân họa đắc phúc. Chỉ là, bây giờ còn không biết phải trở về như thế nào. Lam Bạch đưa mắt nhìn Tiểu tang Thi đang loay hoay cái mũ mới của mình, ngây ngốc, có chút đáng yêu, nhưng không trông cậy vào được, lại quay đầu nhìn về phía Phó Kỳ Ngọc. Anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Phó Kỳ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, di động của tôi không thấy, hơn nữa tín hiệu ở đây rất không ổn định, cho dù có di động cũng không nhất định có thể lên mạng. Lam Bạch có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, hắn hiện tại trên người liền mang theo một khẩu súng, mấy phát đạn, căn bản không liên lạc được thuộc hạ của hắn. Người có tính toán gì không? Ta. Phó Kỳ Ngọc do dự một chút, vẫn nhìn không được mở miệng. Lúc trước có một đám người, trong tay bọn họ còn có súng, tôi sợ sẽ không dám tới gần. Nhưng tôi nghe họ nói rằng có một căn cứ cho những người sống sót ở xa hơn về phía đông khoảng một km hoặc lâu hơn. Phó Kỳ Ngọc cũng dự định đi nơi đó, dù sao nơi đông người tóm lại an toàn. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Lam Dụ và Tiểu Tan Thi. Hai người bọn họ, một người là người què, một người là Tan Thi, đi căn cứ hẳn là sẽ không có nước trái cây ngon ăn. Các ngươi có muốn đi nơi đó hay không? Phó Kỳ Ngọc không xác định hỏi một tiếng. Đi. Lam Bạch không chần chờ, đi dù sao cũng tốt hơn là ở lại chờ chết. Đợi đến căn cứ, có lẽ còn có thể liên lạc với cấp dưới của hắn. À, Kiều Kiều cũng đi. Sau khi quyết định xong, Lam Dụ Kiên nhẫn nói một ít với Tang Thi, đại khái chính là để cho hắn ngoan ngoãn đội mũ, không nên mở miệng nói chuyện. Kiều Kiều nháy mắt mấy cái, anh không hiểu, nhưng anh rất nghiêm túc gật đầu. Lam Bạch cẩn thận tìm một vòng ở cửa hàng tiện lợi, cuối cùng ở một góc tìm được một cái còi bằng ngọc. Chắc là trẻ con chơi ném ở đây. Tuy rằng trong lòng rất ghét bỏ, nhưng vẫn nghiêm túc dùng bàn chải đánh răng trong ngoài đánh mấy lần. Sau khi xác định hoàn toàn rửa sạch mới miễn cưỡng hài lòng gỡ bình an trên cổ mình xuống, huyết sáo đeo lên cổ tang thi. Ừ, chờ sau này có cơ hội lại đổi vàng cho ngoan tử. Lam Bạch dạy zombie huyết sáo. Tiếp. Kiều kiều thổi một cái, cảm giác rất thần kỳ, cười đến công công hai mắt, cậu thích thứ này, chủ nhân nói cho cậu biết, chỉ cần huyết sáo vang lên, sẽ tới tìm cậu. Đây là món quà thứ hai mà chủ nhân của thế giới này tặng cho anh ta. Chủ nhân tặng hắn đều sẽ hảo hảo bảo vệ. Khoảng cách từ nơi này đến căn cứ không tính là xa, nhưng đối với Lam Bạch mà nói, vẫn có khó khăn. Sau đó, Phó Kỳ Ngọc cải tạo lại chiếc xe đẩy nhỏ của cửa hàng tiện lợi, phía trên cố định một cái ghế nhỏ tráng lam bạch gân xanh giật giật không tình nguyện ngồi lên lúc ra cửa kiều kiều ông một tá đồ ăn vặt không chịu đi xe đẩy nhỏ quá nhỏ mấy thứ này không bỏ xuống được phó kỳ ngọc bất đắc dĩ thở dài muốn đi lấy đồ trong tay zombie kiều kiều mất hứng nhe răng với anh phó kỳ ngọc sợ tới mức vội vàng thu tay lại mặc dù biết tiểu tang thi không cắn người nhưng nhìn thấy răng nanh của hắn vẫn sẽ tê dại tùy hắn đi lam bạch thản nhiên mở miệng cuối cùng tiểu tang thi tự mình khiên đồ ăn vặt hắn yêu thích yên lặng đi theo phía sau xe đẩy đi đại khái mười phút liền nhìn thấy cách đó không xa có một tòa nhà máy và một tầng quy mô khá lớn cái kia hẳn là căn cứ người sống sót phó kỳ ngọc hưng phấn mở miệng người bên kia hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ hai người trong đó mang theo súng trường chậm rãi hướng bên này tới gần đứng lại các ngươi là ai chương 8 Nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm, 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đừng nổ súng, chúng ta không phải người xấu Phó Kỳ Ngọc hai tay giơ cao quá đỉnh đầu làm thủ thế đầu hàng Dừng bước tiến lên Kiều Kiều đi về phía trước hai bước, phát hiện Phó Kỳ Ngọc không đi nữa, lại đi trở về Nhiên đầu nghi hoặc nhìn hắn Lam Bạch nắm chặt tay zombie, Kiều Kiều rất ngoan, lẳng lặng không nhúc nhích hai người đàn ông mạnh mẽ cầm súng đi về phía họ một trong số họ mở miệng các ngươi là tới tị nạn sao đúng vậy bên ngoài có rất nhiều tang thi chúng ta cần căn cứ che chở lam bạch mở miệng không sai mời thu lưu chúng tôi phó kỳ ngọc gật gật đầu giọng nói có vẻ có chút vội vàng ánh mắt hai người kia không hề thu liễm quét qua ba người một tuần ánh mắt của bọn họ làm cho Lam Dụ cảm giác rất không thoải mái, nhất là khi nhìn thấy một người cố gắng vén mũ lưỡi trai của Tiểu Tang Thi, cầm lấy tay Tiểu Tang Thi lập tức kéo về phía sau một phen. Em trai tôi mắt không tốt. Không thể thấy ánh sáng. Được rồi. Người đàn ông phía sau hiển nhiên không kiên nhẫn, la hét. Mau đưa người vào đăng ký đi. Mấy người lúc đi vào đều y theo lệ thường lục soát người, bất quá may mắn Lam Bạch sớm có chuẩn bị, đem trên người duy nhất vũ khí giấu ở xe đẩy nhỏ dưới đáy xe. Quy mô căn cứ này nhìn không lớn, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong nhét không ít người. Lam Bạch không có quải trường, nhưng tang thi rất dính lấy hắn, dựa vào tang thi đi đường cũng rất thuận tiện. Ba người bị an bài ở một cái ngăn nhỏ ở tạm, căn cứ không nuôi người rảnh rỗi, cả biệt thức tỉnh dị năng người có thể ở chỗ này được đãi ngộ rất tốt, dị năng giả nhiệm vụ là đi bên ngoài săn giết zombie mà bọn họ tổ hợp một cái người tàn tật một cái nhìn thấy zombie chỉ biết chạy học sinh một cái có vũ lực nhưng không biết dùng như thế nào chỉ biết bán manh thích ăn đồ ăn vặt zombie nhỏ phó kỳ ngọc nhàm chán gọt khoai tây đây là công việc cậu được an bài mà tiền lương chính là phiếu cơm mỗi ngày ta còn tưởng rằng đến căn cứ là có thể sống tốt không nghĩ tới nơi này cũng không dễ chịu như vậy phó kỳ ngọc thở dài tiếp tục nói nếu tôi báo cáo với cấp trên rằng tôi biết đọc suy nghĩ anh nói xem họ có chăm sóc đặc biệt cho tôi không lam bạch tự hỏi làm thế nào để liên lạc với cấp dưới nghe được lời của anh dừng lại một chút ngươi muốn ở lại đây phó kỳ ngọc do dự cậu không thích nơi này nhưng nơi này rất an toàn tôi không muốn ở lại đây nếu có lựa chọn tốt hơn bọn họ nơi này có máy thu tín hiệu ta cần ngươi giúp ta tìm một cái máy tính hoặc là điện thoại di động lam bạch mở miệng phó kỳ ngọc quay đầu nhìn về phía lam bạch ta giúp ngươi ngươi sẽ mang ta cùng nhau rời đi đúng không phó kỳ ngọc biết hắn không phải người bình thường người bình thường sẽ không ở bên người nuôi một con tam giai zombie hơn nữa hắn còn có súng đúng vậy ta sẽ mang ngươi đi ta cần năng lực của ngươi phó kỳ ngọc quả nhiên lấy được một cái điện thoại di động hắn không dám chậm trễ rất nhanh giao cho lam bạch lam bạch lấy được điện thoại di động liền bắt đầu liên lạc với bộ hạ của hắn lúc đầu tín hiệu không ổn định lắm lãng phí không ít thời gian chờ đến khi trời sắp tối ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xem ra là người giám sát mỗi ngày bọn họ cần hoàn thành một lượng công tác nhất định phó kỳ ngọc làm tương đối nhiều lam chi cũng sẽ hỗ trợ làm một ít tang thi nhỏ muốn hỗ trợ nhưng bị lam chi cự tuyệt công việc hôm nay cũng hoàn thành như thường lệ chẳng qua người giám sát kia không hài lòng lắm hắn tìm lý do để Phó Kỳ Ngọc đi theo hắn. "Cần tôi đi làm gì không?" Phó Kỳ Ngọc khó hiểu hỏi. Nhìn biểu tình không kiên nhẫn của đối phương, Phó Kỳ Ngọc yên lặng sử dụng thuật độc tâm với hắn. "Nam nhân này, hắn cư nhiên." Phó Kỳ Ngọc sắc mặt khó coi, siết chặt nắm đấm. Lam Bạch hiển nhiên cũng nhìn ra không khí khẩn trương giữa hai người. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, từ trong túi tang thi lấy ra một con dao găm khéo léo tìm một cơ hội thích hợp nhét cho Phó Kỳ Ngọc. Đừng sợ, tôi đã liên lạc với người bên ngoài rồi. Lam Bạch giật giật miệng, không lên tiếng. Phó Kỳ Ngọc xem không hiểu miệng của hắn hình dạng, nhưng là hắn rất nhanh phản ứng lại, sử dụng độc tâm thuật hiểu rõ Lam Bạch ý nghĩ. Phó Kỳ Ngọc đi theo người đàn ông không có ý tốt kia, Lam Bạch tiếp theo dùng điện thoại di động liên lạc với bộ hà, bọn họ đã ở gần đây, chỉ là trong lúc bất chợt tín hiệu lại trở nên không ổn định lắm hình như là có người động vị trí máy thu tín hiệu, Lam Bạch bất đắc dĩ, xoa xoa vị trí huyệt thái dương, mắt nhìn tiểu tan thi đang ngủ gà ngủ gật, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Zombie mệt mỏi, ngáp một cái, chớp chớp đôi mắt đỏ ẩm ướt, kiều kiều buồn ngủ. Kiều kiều giật mình tỉnh giấc, anh đột nhiên phát hiện trong phòng chỉ còn lại một thây ma. Kiều kiều vội vàng ra ngoài chạy ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, không tìm được người, gấp đến độ muốn gào khóc, nhưng nhìn xuống, chủ nhân không cho cậu mở miệng. Cút ngay." Là giọng nói quen thuộc, Kiều Kiều quay đầu chạy về phía nguồn phát ra âm thanh. Lúc này, động tĩnh có chút lớn, rất nhanh đưa tới những người khác chú ý. Kiều Kiều xác định âm thanh là từ trong cửa này truyền về, vặn vặn cửa, mở không ra, Kiều Kiều tức giận, nhấc chân lên đạp. Sau một tiếng vang thật lớn, Kiều Kiều thấy phó Kiện Ngọc trong phòng có chút bị dọa đến choáng váng giờ phút này Phó Kỳ Ngọc khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong tay hắn đang cầm một thanh chủy thủ, trên đao dính đầy máu, thậm chí còn có chút phun đến trên tay của hắn, trên quần áo. Nam nhân trên mặt đất thống khổ ông ngực, còn đang dãy dụ cuối cùng trước khi chết. Kiều Kiều sau khi nhìn thấy Phó Kỳ Ngọc có chút cao hứng, hắn khẳng định biết chủ nhân ở đâu. Kiều Kiều chạy như bay tới, cầm lấy tay anh lắc vài cái. A chấm A hát, sư phụ đâu rồi? kiều kiều sợ anh xem không hiểu lại chỉ chỉ nút bình an đeo trên cổ mình đó là chủ nhân tặng mình phó kỳ ngọc từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần nhìn mấy người tới gần cửa cùng với tiểu tang thi trước mặt mình sắc mặt hoảng sợ dùng sức hất tiểu tang thi ra tiểu tang thi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đẩy mình đứng không vững liền đụng vào góc bàn bên cạnh đau quá tiểu tang thi đau không nhịn được ngao một tiếng mũ trên đầu cũng rơi xuống các ngươi xem ánh mắt của hắn trong đám người, không biết ai hét lên một tiếng, những người đó đều nhìn về phía Kiều Kiều. Hắn là Tang Thi. Nhanh, nhanh giết chết hắn. Không ai đi quản Phó Kỳ Ngọc nữa, những người đó coi Kiều Kiều là nguy hại lớn nhất uy hiếp tính mạng bọn họ, hồng súng đen xì nhau nhau nhắm ngay Tiểu Tang Thi. Phó Kỳ Ngọc đọc được suy nghĩ của những người đó, bọn họ lầm tưởng là Tang Thi nhỏ giết người, mà Phó Kỳ Ngọc không thể giải thích, cũng sẽ không giải thích. Dù sao cho dù hắn nói, cũng không ai nguyện ý tin tưởng. Ngoại trừ Blue Acalyp. Chương 9 Nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm, chín. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kiều kiều hung ác nghe răng nanh, hướng đám người phát ra tiếng gầm nhẹ nguy hiểm. Thực tế trong lòng sợ muốn chết, hình như anh trốn không thoát, kiều kiều không muốn bị đạn bắn chết, ai tới cứu anh đây? Kiều kiều ngu ngốc trong nháy mắt viên đạn sắp bắn trúng tan thi, cái đuôi nhỏ yếu ớt bay ra. Tất cả mọi thứ xung quanh vào giờ khắc này giống như bị ấn nút tạm dừng, không có biến hóa. Nghe thấy tiếng đuôi nhỏ, kiều kiều ông đầu, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên. a à, a à, kiều kiều nhìn thấy cái đuôi nhỏ, nhếch miệng, quỷ khuất sờ sờ một chút nước mắt. Kiều kiều sao anh lại ngốc như vậy? Tiểu vĩ thở dài, vốn còn hận kiều kiều không chịu thua kém, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng nước mắt mông lung của tiểu đáng thương lập tức đau lòng muốn chết tiểu tổ tông đừng khóc cái đuôi nhỏ dùng đuôi của hắn điểm điểm đầu kiều kiều bị zombie nhỏ túng lấy dùng để lau nước mũi a à, kiều kiều anh thật ghê tởm cái đuôi nhỏ thét chói tai dãy ra bay đi được rồi kiều kiều ngươi bây giờ chạy nhanh đi đừng để bị bọn họ bắt được a à, kiều kiều gật đầu bất quá ngươi chạy đi trốn đi là được ta đã tra qua cái này căn cứ là nam chủ địa bàn ngươi cần tìm nam chủ hoàn thành nhiệm vụ a tiểu vĩ nghiêm túc dặn dò a à, nhiệm vụ gì vô vô quên rằng vô vô không quan tâm đến ai ngoài chủ nhân của mình tiểu vĩ xù lông nhiệm vụ chính là trợ giúp nam chủ cố cấm tìm được nữ chủ hướng thiên ca sau đó tiểu vĩ đột nhiên quên nhiệm vụ là cái gì bất quá không trọng yếu trước tìm được nam chủ lại nói khủ tóm lại kiều kiều cậu đi tìm cố cấm trước là được. a, à. kiều kiều biết. lúc kiều kiều chạy ra ngoài, nhìn thấy phó kỳ ngọc bị giữ chặt, không chút do dự kéo cậu bỏ chạy. ai, kiều kiều, ai cho ngươi động hắn? cái đuôi nhỏ, hỗn hỉnh, nhưng là không có biện pháp. kiều kiều đánh vỡ cân bằng, trang diện đã không phải hắn có thể lại khống chế. những người xung quanh lập tức trở lại hành động, kiều kiều di chuyển rất nhanh thân hình nhanh nhẹn né tránh đạn của đám người kia nhiều lần đạn đều kề vai hắn hô hô kiều kiều mệt mỏi thở hổn hển quá nguy hiểm hắn một khắc cũng không dám dừng lại phó kỳ ngọc bị kiều kiều mạnh mẽ kéo chạy trốn vẻ mặt hoảng sợ hắn bị ép đi theo tang thi tiếp nhận truy sát đến từ phía sau tay bị túng cũng sắp trật khớp phó kỳ ngọc sắp tức chết vốn hắn có thể trốn thoát không nghĩ tới tiểu tang thi lại dẫn hắn cùng chạy Phó Kỳ Ngọc chạy thiếu chút nữa tắt thở, hắn theo không kịp tốc độ của tiểu tan thi, không cẩn thận liền ngã sắp xuống đất, đầu đập xuống đất, đau đến mức hắn ngất đi. Kiều Kiều phát hiện Phó Kỳ Ngọc hôn mê, hoảng sợ, vội vàng khiêng người lên vai tiếp tục trốn. Mấy người phía sau lái xe máy, Kiều Kiều chạy thế nào cũng không bỏ lại được. Gấp đến độ đoàn đoàn trang. Kiều Kiều, đồ ngốc, mau thả nó xuống. Cái đuôi nhỏ ở một bên sốt ruột xoay quanh Kiều 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 suy nghĩ một chút vẫn không buông phó kỳ ngọc ra hắn còn phải để phó kỳ ngọc dẫn hắn đi tìm chủ nhân kiều kiều biết mình không có bản lĩnh tìm được chủ nhân cậu cần phó kỳ ngọc trợ giúp này cái đuôi nhỏ đột nhiên bay đến trước mặt kiều kiều hưng phấn lúc ẩn lúc hiện kiều kiều bị anh quấy nhiễu tầm mắt lo lắng gào khóc hai tiếng kiều kiều mau dừng lại phía sau có cố cấm cái đuôi nhỏ vui vẻ là nam chính a à a à, Cố cấm là ai, không biết, là nam chính A Kiều Kiều ngu ngốc, đối tượng nhiệm vụ của cậu. Kiều Kiều gật đầu, hắn biết rồi, bây giờ anh phải trở về tìm cố cấm. Kiều Kiều xoay người khiên phó Kiền Ngọc trở về. Ôi lão đại, tàn thi kia sao lại đi về phía chúng ta? Cố cấm cũng không hiểu ý zombie, chậm rãi dừng xe, nhanh nhẹn nạp đạn. Đừng nổ súng trước. Mấy người gật đầu, cảnh giác nhìn từng người từng thay ma đang tới gần. Lão đại, hắn đến rồi, làm sao bây giờ, có muốn nổ súng hay không? Người nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy, rất rõ ràng một bộ sắp bị hù chết. Yên tĩnh một chút. Giọng cố cấm không vui. Phanh một tiếng súng vang lên. Kiều kiều đau đớn nhau một tiếng, cánh tay anh bị đạn bắn trúng. Kiều kiều, anh không sao chứ? Cái đuôi nhỏ cũng bị dọa nhảy dựng, kiều kiều bị thương. Tiểu vĩ muốn giúp kiều kiều, nhưng hiện tại không giúp được, có nam chính ở đây. Cố cấm lạnh lùng liếc mắt nhìn người nổ súng, chính là tên nhát gan vừa nói chuyện. Lại quay đầu nhìn tan thi bị thương. Đột nhiên đồng tử phóng đại. Kiều nhất. Chương 10. Nãy hung tiểu zombie hắn lại ngọt vừa mềm. 10. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đừng nổ súng. Cố cấm lớn tiếng quát. Kiều kiều vẻ mặt đau khổ, ánh mắt ai oán trừng cố cấm, hắn không nhìn ra là ai nổ súng, nhưng hắn biết mình vì cố cấm mới bị thương, đều trách hắn. Nếu không là bởi vì hắn là nam chính, Kiều Kiều nhất định phải đấm đầu hắn. Cố Cấm cẩn thận quan sát động thái của Tang Thi, dáng vẻ của hắn giống Kiều Nhất nhất. Niềm vui mất mà được tràn ngập trong lòng anh. Chỉ là, Kiều Nhất trước mặt, hắn là một con zombie. Cố Cấm có một em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi hai người cùng cha khác mẹ em trai theo họ mẹ gọi kiều nhất tuy rằng kiều nhất là con riêng nhưng cố cấm vẫn luôn đối đãi với hắn như em ruột quan hệ hai anh em rất tốt nhưng cho đến trước đây không lâu cố cấm ngoài ý muốn biết được kiều nhất đối với mình có suy nghĩ không giống nhau kiều nhất thích hắn thích anh trai của mình cố cấm phi thường tức giận kiều nhất ông loại tâm tư này đối với hắn làm cho hắn cảm thấy tức giận thậm chí là ghê tởm bọn họ đều là nam nhân hơn nữa bọn họ là thân huynh đệ a. À. Vì Kiều Nhất không lầm đường lạc lối, Cố Cấm phi thường rõ ràng biểu lộ thái độ của mình, lúc ấy Kiều Nhất rất thương tâm, mà Cố Cấm tuy rằng không đành lòng, nhưng lại không muốn để cho Kiều Nhất có một tia hy vọng. Cố Cấm không để ý đến bi thương của hắn, đợi đến khi Cố Cấm nguyện ý để ý đến hắn, Kiều Nhất đã không thấy tâm hơi. Kiều Kiều đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, vết thương của hắn đã không chảy máu nữa, chỉ là viên đạn kia vẫn kẹt trong da thịt dẫn đến vết thương ở cánh tay không thể hoàn toàn khép lại. Tay kiều kiều đau quá, cậu nhe răng, hung ác trừng về phía cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ lấy lòng lắc lắc cái đuôi, mở miệng. Kiều kiều, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không giúp được cậu, cậu tìm cố cấm giúp cậu, hai người bọn họ là anh em, ách mặc dù có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cậu phải tin tưởng, anh trai nhất định yêu cậu. Cái đuôi nhỏ đã sớm làm bài tập, biết thân phận hiện tại của Kiều Kiều, chính là Kiều Nhất, thậm chí còn cắn cả chính phú của Kiều Nhất và Cố Cấm. Kiều Kiều. Cố Cấm thử gọi một tiếng. Tiểu tang thi bộ dáng, nhìn sạch sẽ, đoán không sai, hẳn là cấp 2, hoặc là cấp 3 tang thi. Zombie đẳng cấp càng cao càng thông minh. A, à, Kiều Kiều lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Cấm. Không biết mình có nên đi qua hay không, Kiều Kiều rất rối rắm. Kiều Kiều, anh mau đến chỗ Cố Cấm, anh ấy sẽ giúp anh xử lý vết thương. Tiểu Vĩ không nhìn được thúc giục. A à, Kiều Kiều gật đầu, đi về phía Cố Cấm, trong tay còn chưa quên khiên phó kỳ Ngọc đã ngất đi. Cố Cấm thấy hắn đáp lại mình, mừng rỡ vạn phần, chủ động xuống xe đi về phía trước, hắn muốn đi đón Kiều Kiều. Ha ha ha, mơ hồ truyền đến một tiếng kêu quỷ dị. Lão đại, anh mau nhìn, là tang thi. đúng là tang thi, hơn nữa số lượng cũng không ít. Đại khái khoảng hơn 10 con. Cố cắm một súng nổ tung đầu một con tang thi. Nguy hiểm nheo mắt lại. Kiều Kiều, mau tới đây. Nghe được tiếng súng, Kiều Kiều theo bản năng che kín đầu, cậu rất sợ đạn như vậy sẽ đánh vỡ đầu cậu. Sức chiến đấu của đám tang thi này hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với những thứ rác rưởi trước cửa tiệm tiện lợi, động tác của bọn họ rất nhanh, hơn nửa đầu óc cũng không tính là ngốc, biết tránh né đạn. Đây là tang thi cấp 2, mọi người cẩn thận. Lúc cố cấm nói, lại bắn trúng đầu hai tang thi. Kiều kiều bịt lỗ tai, nhìn trái nhìn phải, xung quanh bọn họ tụ tập rất nhiều thứ xấu xí, ánh mắt của những quái vật kia là màu xám, nhẹ răng lộ ra mấy cái răng dài ngắn không đồng nhất. Kiều kiều cảm thấy hàm răng bọn họ xấu quá, sao lại không biết xấu hổ nhe răng, hàm răng của cậu cũng rất đẹp, kiều kiều nhe răng với đám tang thi cấp 2, cho bọn họ thấy răng nanh xinh đẹp của mình kết quả đám tang thi căn bản không để ý tới hắn. nhìn tang thi bên cạnh kiều kiều càng ngày càng tới gần, cố cấm đỏ bừng mắt, đầu óc mơ hồ, cũng quên kiều kiều bây giờ là tang thi, thầm nghĩ không thể để anh bị thương. lão đại, nguy hiểm. thủ hạ phía sau cố cấm sợ tới mức súng thiếu chút nữa cầm không vững. cố cấm nổ súng bắn chết một con zombie cách kiều kiều không quá nửa mét, lòng còn sợ hãi ông lấy thân thể kiều kiều lúc này ngay cả tang thi đứng sau lưng hắn lúc nào cũng không phát hiện lão đại cẩn thận sau lưng đồng đội hô to cố cấm hoàng hồn ấn vào thương bản lập tức đồng tử chật phóng đại trong thương của hắn đã không còn đạn tốc độ tang thi cấp 2 rất nhanh nếu không dựa vào súng cố cấm tuyệt đối không có cách nào đối kháng công kích của hắn cố cấm nhấc chân một cước đá về phía tang thi tang thi cũng không phải ngốc phản ứng cực nhanh né tránh tập kích của cố cấm lại huy động móng tay biến dị mãnh liệt vạch về phía đầu cố cấm đông thời khắc nguy cơ kiều kiều không vui cầm nắm đấm cho tang thi một quyền kiều kiều dùng ba thành lực đạo một quyền đi xuống liền thấy đầu tang thi bị đập vỡ bắn ra một chuỗi chất lỏng màu trắng ngà tanh hôi thối quá kiều kiều bị ghê tởm có chút buồn nôn trên tay cũng dính chất lỏng dính bị anh cỏ lung tung lên người phó kỳ ngọc đang nằm một bên Kiều Kiều thật tuyệt vời, tiểu vĩ cảm thấy vô cùng vui mừng, có loại nhà ta có con trai mới lớn vui sướng. Mấy người đàn ông cầm súng vọt tới, "Lão đại, không sao chứ?" Cố cấm lắc đầu, nhận lấy vũ khí đồng đội đưa tới, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Kiều hai giây. Zombie nhỏ rất mạnh, không cần hắn bảo vệ, tại sao hắn lại có cảm giác mất mát? Mấy người phối hợp giải quyết tất cả tang thi, đương nhiên cũng có mấy con tang thi biết mình làm không lại liền trực tiếp chạy mất lúc trở về cố cấm để zombie ngồi ghế sau xe máy của mình kêu kêu sững sờ ngồi lên xe sau đó hai tay ông chặt eo cố cấm hắn chính là sợ ngã xuống ánh mắt cố cấm trầm xuống vòng tay bên hông là nhiệt độ quen thuộc nội tâm vốn bình tĩnh của cố cấm giờ phút này nóng rực nóng bỏng hắn đang đưa vô vô về nhà